Sau một thời gian hạn chế hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 251, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào đã vừa tổ chức tuần tra song phương định kỳ tháng 7. Xuyên qua những cánh rừng già ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, chuyến tuần tra định kỳ tháng 7 giữa hai đồn biên phòng hai nước đã đặt chân đến cột mốc 425. Tại đây, các nghi thức đối ngoại biên phòng về tuần tra song phương đã được hai bên thực hiện đúng nguyên tắc nghi thức thủ tục trong hoạt động đối ngoại biên phòng. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình trật tự trên địa bàn, công tác phòng chống dịch COVID-19 và thông tin về tội phạm gây mất ổn định đến an ninh biên giới. Kết thúc buổi tuần tra song phương không có sự cố phát sinh, không phát hiện trường hợp vi phạm quy chế biên giới. Hai bên đã tổ chức rút kinh nghiệm, ký biên bản ghi nhận về công tác quản lý bảo vệ biên giới trong thời gian qua và kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo.